Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 19 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chủ đề của cái bài 19 là Cây mấy dù hủy giá tờ chiên rỉn liễu dì dư. Cây mấy dù hủy giá tờ chiên rỉn liễu dì dư với nghĩa là gì nào? Mấy dù hủy giá tờ chiên rỉn là người thân. Mấy dù hủy giá tờ chiên rỉn tức là những người thân không có về nhà. Rồi bây giờ này, cây mấy dù hủy giá tờ chiên rỉn liễu dì dư. Liễu dì dư là giữ lại ghế hoặc là để lại ghế. Như vậy là để lại ghế cho những người thân không có về nhà. Đầu tiên thì xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe một lần nhé. Xuân trẻ tờ sử hô, Trung Quốc rỉn xì hoan, y gia rỉn y chỉ phai trào. Tan sư, chi nén xuân trẻ, yên quê, y chỉn, hẳn đô rỉn bu nẫn hủy lào gia qua nén. Hú nán tờ ý cơ xuân tư lì, rỉn mân qua nén phai trào tờ sử hô, tô kề mấy dù hủy gia tờ gia rỉn, liễu là dì tư. Chiêu đa sư tờ liàng cơ nữ ẩr, hở ý cơ ẩr tư, tô chẩn gia là. Jin nian ta men mei you hui lai guo nian. Xiu da shu he qi zi yi qi pai zhao pang bian de san zhang yi zi shi gei hai zi men liu de. Rồi sau đây mình sẽ giải thích nội dung của cái đoạn này. Xuân jie de shi hou, xuân jie là cái ngày Tết. Xuân jie de shi hou, vào dịp Tết, Tết đây là Tết âm lịch đó, Tết truyền thống đó. Trung Quốc rỉn xì hoan, người Trung Quốc thích cái gì nè? Y gia rỉn, y chỉ phai trao, y gia rỉn tức là người của cả nhà, người một nhà tức là dịch là cả nhà, y chỉ phai trao là chụp chung một tấm ảnh. Như vậy là khi mà Tết đến, người Trung Quốc thích cả nhà chụp chung tấm ảnh. Y gia rỉn, y chỉ phai trao. Tan sư, chín nén xuân trẻ, nhưng mà ngày Tết của năm nay, Tết năm nay, tan sư, chi nền xuân trẻ, yên quê y xỉn, y là chữ dịch, bệnh dịch á, xỉn là tình hình, như vậy là y xỉn là tình hình bệnh dịch. Đang nói tới đây tức là Vũ Hán phê diễn, tức là dịch viêm phổi Vũ Hán, hay là còn gọi cách khác là xuyên quanh phê diễn, mình thích gọi là Vũ Hán phê diễn hơn. Rồi, bởi vì mình nghĩ đó là của Trung Quốc. Yên quê y xỉn, bởi vì tình hình dịch bệnh, hình tố rỉnh phu nẫn hủy lào cha qua nẻn, rất nhiều người phu nẫn là không thể hủy lào cha qua nẻn là về quê để ăn Tết. Qua nẻn là ăn Tết, đón Tết. Hủ nản tờ dĩ cơ xuân dữ lì, hủ nản tờ dĩ cơ xuân dữ lì, trong một cái thôn ở tỉnh Hồ Nam. Hủ nản tờ dĩ cơ xuân dữ lì, rỉn mân qua nẻn phai trao tờ sử hô. Rỉn mân qua nẻn phai trao tờ sử hô, khi người ta chụp hình vào cái dịp mà đón Tết. Rỉn mân qua nẻn phai trao tờ sử hô, khi mà người ta đón Tết và người ta chụp hình. Tố kề mỹ dù hủy lào chá tờ rỉn liễu là gì chứ? Giống như cái tựa đề. Tức là đều giữ lại ghế cho những cái người nhà mà không thể về được. Tô là đều, cây mỹ dù hủy lào cha tờ cha rỉnh, mỹ dù hủy cha tờ cha rỉnh. Rồi liễu là gì chưa? Siêu ta sư, chữ siêu là họ khưu, họ khâu gì đó. Siêu ta sư là khưu đại thúc hay là khâu đại thúc, tức là dịch là chú khâu. Khưu cũng được, khưu chân nhân á. Siêu ta sư tờ liền cơ nữ ở, hở dĩ cơ ở chưa, hoặc là hai người con gái và một người con trai của chú khâu. Tố chẩn giá là đều có gia đình, thành gia tức là đều có gia đình, tố chẩn giá là đều có gia đình rồi, tức là tố trẻ khuấn là. Chi nẻn tha mân, mỹ nẫn hủy lại qua nẻn, năm nay họ không thể, mỹ nẫn, đang kể lại thuộc quá khứ thì dùng từ mỹ nẫn hủy lại qua nẻn, không thể trở về để mà ăn Tết.
邱大叔和妻子一起拍照，对，邱大叔和邱大叔和我，因为呢，朱邱和我共邀着朋友一起拍照，旁边的三张椅子，ba chiếc ghế ở bên cạnh. Trang là lượng từ, thực ra từ trang là lượng từ của cái bàn. Yi trang zuo zhi, yi trang zuo zhi, một cái ghế là yi ba yi zhi, nhưng mà ở đây mình vẫn tôn trọng tác giả, người ta dùng từ trang nên mình vẫn để nguyên, mình không có sửa. Phản biến từ san trang yi zhi, ba chiếc ghế ở bên cạnh. Shi ge hai zi men liu de, là để lại cho các con. Kề hãy sửa mến liệu cho giữ lại cho các con. Dù không về thì trong cái bữa tiệc hay là cái bữa tiệc tùng gì đó trong cái ngày Tết mà cùng nhau chụp hình vẫn để những cái ghế như vậy. Mời mọi người nghe mình đọc lại một lần nữa. Xuân giả thời sử hô, Trung Quốc rỉnh xì hoan y gia rỉnh y chỉ phai trò. Tan sư chi nền xuân giả, yên quê y chỉnh, hành tố rỉnh bu nẩn hủy lào gia qua nền. Hủ nản tờ y cơ xuân xử lì, rỉnh mân qua nền phai trao tờ sử hô, tố kề mấy dù hủy gia tờ gia rỉnh, liễu lơ y cơ. Chiêu ta su tờ lèng cơ nữ ẩr hờ y cơ ẩr cơ, tố chẩn gia lơ, chi nền tha mến mấy nẩn, hủy lại qua nền. Chiêu ta su hờ chi tờ y chỉ phai trao, phản biến tờ san trang y cơ sư kề khải tử mân liễu tờ. Và đến đây mình xin kết thúc phần 19. Xin chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Nhớ cho thầy một like và nếu ai chưa đăng ký thì đăng ký để nhận thông tin mới nhất. Xin chào mọi người.